mật ong là sản phẩm của một trong những sinh vật thông minh và cần cù nhất trong số những sinh vật có tổ chức xã hội thu nhỏ, một trong những loài tinh vi nhất trong vương quốc động vật. Mật ong đã được sử dụng trong các lễ kỷ niệm tôn giáo và ngoại giáo, và phẩm chất dược liệu của nó đã được biết đến trong nhiều thế kỷ. Mọi chuyện bắt đầu ở một cánh đồng nơi ong mật thở hút mật hoa từ những bông hoa, chẳng hạn như cỏ ba lá. Chúng trữ nó trong bao mật ong của chúng, sau đó quay trở lại tổ ong nơi những con ong thợ khắc hút mật hoa ra và nhai nó. Mật hoa là đường phức tạp bị phá vỡ thành hai loại đường đơn giản gọi là gluco và fruto. Sau đó, những con ong gửi mật hoa vào các ô của tổ ong sáp mà chúng xây dựng. Chúng tìm bay tới đó bằng đôi cánh của mình. Cho đến khi phần lớn lượng nước bốc hơi trong không khí ấm áp của tổ ong, những gì còn lại là mật ong đặc và sệt. Những con ong sau đó đậy từng ô chứa đầy mật ong bằng sáp ong. Đó là khi người nuôi ong bước vào. Ong sẽ đốt nếu bị bất ngờ. Vì vậy, người nuôi ong phun lên tổ ong bằng khói từ việc đốt lá thông. Một cảnh báo bằng mùi hương rằng người bên ngoài sắp đến gần tổ ong. Bên trong tổ ong là các khung gỗ treo cạnh nhau. Người nuôi ong lấy khung nuôi tổ ong lên. Tổ ong có thể chứa hàng trăm nghìn con ong, tất cả con cháu của ông chúa sung mãn. Ông chúa đẻ tới 2.000 quả trứng mỗi ngày tạo ra lực lượng lao động cần thiết để nuôi và bảo vệ đàn ong. Nhưng người nuôi ong đánh lừa những người bảo vệ thuộc địa. Anh ta thay nắp tổ ong bằng một thiết bị gọi là lỗ thoát ong, có mùi như quả anh đào. Ông không thích mùi hương nên hầu hết đều bay đến các phần dưới cùng của tổ ong. Thêm một lần xịt cảnh báo khác và người nuôi ong loại bỏ ong thoát ra ngoài. Bây giờ, anh ta có thể thoát khỏi bầy ong và lấy đi những khung nuôi tổ ong. Bên trong nhà máy sản xuất mật ong, họ đặt các khung tổ ong trên cái gọi là máy bóc vỏ. Giống như một chiếc dao cạo râu, nó cạo sạch lớp vỏ sáp của các ô trên những mảng tổ ong chứa đầy mật ong. Người công nhân cạo bỏ những phần còn lại một cách thủ công. Sau đó, họ đặt khung tổ ong trên một máy khác được gọi là máy vắt mật ong. Máy này sẽ quay các tổ ong cho đến khi tất cả mật ong bị đẩy ra khỏi các ô tổ ong. Tiếp theo, công nhân lọc mật ong để loại bỏ bất kỳ phần sáp nào đã trượt qua. Đến đây mật ong đã sẵn sàng để đóng chai. Một số tổ ong có các khung nhỏ hơn được thiết kế để sản xuất mật ong không được chiết xuất từ tổ ong. Các công nhân đã tháo khung và cắt tổ ong thành từng mảnh bằng một con dao đã được nung nóng. Điều này làm kín lớp sáp bao xung quanh mật ong phía bên trong, sáp này có thể ăn được. Lớp lót sáp ong của tổ ong dùng để làm đồ nội thất bằng nến, đánh bóng và son môi. Khi các nhà sản xuất có nhiều mật ong lỏng hơn, họ có thể bán, họ chỉ cần để mật ong dạng hạt ở nơi nó phát triển các tinh thể đường chuyển sang màu trắng và cứng. Sau đó, khi có đơn đặt hàng, họ đưa nó trở lại dạng lỏng ban đầu bằng cách làm nóng nó đến 130 độ F. Các lọ được làm sạch chân không và đổ đầy mật ong. Một tổ ong có thể thu được hơn 3 kg mật ong trong một ngày. Đó là nhiều hơn những gì loài ong cần cho chính chúng. Phần thặng dư là những gì chúng ta sẽ ăn. Sản xuất mật ong ngày nay vừa hiệu quả vừa mang tính nhân văn. Trong nhiều thế kỷ, cách duy nhất để thu hoạch mật ong từ tổ ong là giết chết ong. Sau đó, vào năm 1851, một người nuôi ong người Mỹ đã phát minh ra một cách để lấy mật mà vẫn cứu được đàn ong. Phương pháp của ông với khung tổ ong có thể tháo rời là phương pháp mà chúng ta vẫn sử dụng ngày nay.